Chào anh chị, hôm nay Misa xin hướng dẫn lập giấy rút dự toán vào tài khoản tiền gửi để trả lương cho cán bộ nhân viên qua thẻ ATM. Trước đó, trên phiên bản từ ER36 trở về trước, đơn vị vào rút dự toán chuyển khoản lương bảo hiểm thêm mới chứng từ. Khi cất, tích chọn vào xin chứng từ chuyển khoản trả lương thì nghiệp vụ hạch toán đang để là nợ tài khoản 3341, có tài khoản 511 và hạch toán đồng thời có tài khoản 008. Điều này đang không đúng nghiệp vụ và không lên được trên báo cáo lưu chuyển tiền tệ trực tiếp. Kể từ phiên bản ER36, phần mềm bổ sung tiện ích chuyển khoản kho bạc vào tài khoản tiền gửi, trả lương xin từ rút dự toán chuyển khoản lương, bảo hiểm để kế toán trả lương cho cán bộ nhân viên qua tài khoản ngân hàng được dễ dàng hơn. Anh chị bắt đầu thực hiện như sau. Vào kho bạc và chọn rút dự toán. Sau đó rút dự toán chuyển khoản lương bảo hiểm. Anh chị điền đầy đủ thông tin của chứng từ rút chuyển khoản. Chọn đúng các tiểu mục liên quan đến lương. Khi bấm cất, chứng từ sẽ thông báo lên các phần chứng từ phát sinh cần tích chọn. Anh chị chọn chuyển khoản kho bạc vào tài khoản tiền gửi để trả lương. Phần mềm tự động sinh ra chứng từ chuyển khoản kho bạc vào tài khoản tiền gửi, hạch toán nợ tài khoản 1121 và có tài khoản 5111. Và hạch toán đồng thời có tài khoản 0082. Anh chị chỉ cần kiểm tra lại thông tin đã lên đầy đủ và đúng với đơn vị chưa, sau đó thực hiện bấm cất chứng từ. Để sinh ra chứng từ trả lương, anh chị vào tiện ích, chọn đến xin chứng từ trả lương. Phần mềm sinh ra chứng từ và tự động hạch toán nợ tài khoản 3341, có tài khoản 1121. Anh chị kiểm tra thông tin và thực hiện bấm cất chứng từ. Nếu tại thời điểm đó, anh chị muốn hạch toán chi phí lương thì thực hiện vào tiện ích tại chứng từ và chọn hạch toán chi phí lương. Lúc này phần mềm sẽ sinh ra một chứng từ và định khoản nợ tài khoản 6111 và có tài khoản 3341. Vừa rồi, em đã hướng dẫn anh chị cách lập giấy rút dự toán chuyển khoản lương cho cán bộ nhân viên qua thẻ ATM. Em hy vọng với video trên sẽ giúp anh chị thực hiện được dễ dàng và nhanh chóng hơn. Anh chị nhớ bấm like, share và đừng quên bấm nút đăng ký màu đỏ bên dưới video kèm với chuông thông báo nhỏ bên cạnh để theo dõi nhiều video hướng dẫn mới từ Misa nhé. Chúc anh chị thực hiện thành công. Và bây giờ em xin kính chào và hẹn gặp lại.